Thu Quỳnh tôi vẫn chưa nghĩ đến việc có người đàn ông ở bên cạnh. Tôi không có cái nhìn chi tiết nào về đàn ông sau khi ly hôn. Đó là những người bạn, những người sống trong cuộc sống này. Bây giờ mình nhìn mọi thứ rõ ràng, rành mạch hơn, tích cực hơn, có thể là logic hơn để kiểm soát được cảm xúc của mình, Thu Quỳnh chia sẻ. Sau thành công với vai thi trong hương vị tình thân, Thu Quỳnh trở lại với một sắc màu hoàn toàn mới trong hành trình công lý trong phim cô vào vai nguyệt điều tra viên thuộc cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao và cũng là bạn thân của phương hồng diễm vai diễn nguyệt của thu quỳnh trong phim liên quan đến nghiệp vụ tư pháp bởi vậy kịch bản lời thoại mang tính chính xác cao mà vẫn phải gần gũi với khán giả thu quỳnh chia sẻ cô trải qua thời gian tập luyện học hỏi đúng nghĩa học vỡ lòng các khái niệm liên quan đến ngành kiểm sát tôi phải học những khái niệm như điều tra viên và kiểm sát viên khác nhau như thế nào rồi những định nghĩa liên quan đến nghề làm quen với thuật ngữ trong ngành biến nó thành ngôn ngữ hàng ngày của mình để khán giả cảm thấy gần gũi không bị khô cứng để tránh việc đọc lời thoại mình phải hiểu và nhập tâm ngoài đóng phim tôi còn có những vai diễn khác ở nhà hát tuổi trẻ cho nên đôi lúc cảm thấy rất căng thẳng về đại từ ngôn ngữ nó khá ảnh hưởng đến tinh thần của mình đó là áp lực lớn nhất khi vào vai diễn này mỗi vai diễn đòi hỏi một yêu cầu khác nhau để vượt qua khó khăn, Thu Quỳnh đến Đại học Kiểm sát, gặp gỡ những người làm nghề và dành rất nhiều thời gian để trao dồi. Học hỏi, tôi đã ở giai đoạn trưởng thành nghề hơn. Tôi cảm thấy mình cần phải trao dồi, bổ sung, học nhiều hơn nữa. Những biến cố trong cuộc đời mang lại cho mình kinh nghiệm, trải nghiệm. Trong 35 cuộc đời, tôi trải qua nhiều biến cố từ nhỏ đến lớn. Mỗi quãng đường mình trải qua đều cho mình kinh nghiệm trong cuộc sống. Để khi hóa thân vào vai diễn, mình có thể nhặt nhạnh, kéo vai diễn về gần với mình hơn, Thu Quỳnh tâm sự. Vai Nguyệt trong hành trình công lý không nặng về tâm lý, vốn là sở trường và tạo được dấu ấn cho Thu Quỳnh như trong sống chung với mẹ chồng. Về nhà đi con hay hương vị tình thân, cô tự tin vai diễn mới sẽ mang lại hình ảnh khác với khán giả, lâu lắm rồi tôi mới được làm một vai không phải khóc lóc quá nhiều. Không phải vò đầu bứt tai mà là một người luôn tràn đầy tình yêu thương, nhiệt huyết và có niềm tin tuyệt đối về công bằng. Lẽ phải, đó là vai diễn rất tích cực thu quỳnh cũng không ngần ngại khi khán giả có sự so sánh nguyệt trong phim và những vai diễn trước đó con đường sự nghiệp không phải lúc nào cũng bằng phẳng như biểu đồ hình xin có đi lên và cũng đi xuống quan trọng là mình làm thế nào để dốc đi xuống không phải dốc thẳng đứng mà là dốc thoai thoải và lấy đà để đi lên tôi không nặng nề nếu mọi người thích những vai diễn trước đó đều là các vai diễn để lại giá trị cho mọi người là sáng tạo đóng góp cho nghệ thuật phải thay đổi khác đi chứ đó vẫn là sáng tạo và tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì những vai diễn của mình được khán giả ghi nhận ở một góc cạnh nào đó. Miệt mài với nghề diễn, Thu Quỳnh lựa chọn sống bình yên và kín tiếng với đời tư. Khi được hỏi ở độ tuổi 35, cô mong muốn điều gì nhất? Thu Quỳnh cười, nhẹ nhàng chia sẻ tất cả những gì cô mong cầu đều dành cho con trai, mong bạn bè, tên thật mật của con trai Thu Quỳnh học giỏi. Chăm ngoan, khỏe mạnh, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến việc có người đàn ông ở bên cạnh mình. Chuyện gia đình, chuyện tình yêu đều phải xuất phát từ cái duyên. Tôi cũng không có tư tưởng đi tìm người đàn ông cụ thể cho bản thân mình. Đến một lúc nào đó người ấy sẽ đến hoặc thậm chí không bao giờ đến, nhưng tôi còn có bố mẹ, có bạn bè và những người bạn xung quanh nữa, không nhất thiết phải dựa vào một người đàn ông cụ thể. Tôi không có cái nhìn chi tiết nào về đàn ông sau khi ly hôn. Đó là những người bạn, những người sống trong cuộc sống này. Bây giờ mình nhìn mọi thứ rõ ràng, rành mạch hơn, tích cực hơn có thể là logic hơn để kiểm soát được cảm xúc của mình cô nói